Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đắc Nhân Tâm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cõi rất đặc biệt và có phần rùng rợn, cõi ngạ quỷ. Nghe đến tên thôi, đã thấy lạnh sống lưng rồi phải không? Đừng lo, chúng ta sẽ từ từ đi vào chi tiết để hiểu rõ hơn về cõi này. Đầu tiên, cõi ngạ quỷ là gì nhỉ? Cõi ngạ quỷ, hay còn gọi là cõi Pretas trong tiếng Phạn, là một trong 6 cõi luân hồi được đề cập trong nhiều kinh điển Phật giáo. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Quyền Thượng, phẩm 3, Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên và phẩm 8, Địa Ngục Danh Hiệu, cõi ngạ quỷ được mô tả rất chi tiết. Ngạ quỷ là những vong linh có hình dáng xấu xí, luôn sống trong tình trạng đói khát và khổ sở, thường phải ăn những thứ không sạch sẽ như phân, nước tiểu hoặc các chất dơ bẩn khác. Bạn có biết rằng sau khi chết, con người bước vào trạng thái thân trung ấm trong vòng 4-9 ngày trước khi chuẩn bị bước sang kiếp sống mới. Trong thời gian này, nghiệp lực sẽ quyết định xem họ sẽ tái sinh vào cõi nào. Nếu người đó khi còn sống làm nhiều điều ác, họ sẽ không được ánh sáng của Phật dẫn dắt và có thể tái sinh vào cõi ngạ quỷ hoặc địa ngục. Vậy thì, điều gì dẫn đến việc một người rơi vào cõi ngạ quỷ? Theo kinh Trường A Hàm, những người tạo nghiệp xấu như tham lam, keo kiệt, nói dối, lừa gạt và không biết đủ sẽ bị đọa làm ngạ quỷ. Cụ thể, những người không chia sẻ của cải, lợi dụng người khác để trục lợi cho bản thân, hoặc những người luôn ganh tị với sự thành công của người khác sẽ phải chịu quả báo khổ sở trong cõi ngạ quỷ. Câu chuyện về bà Thanh Đề, mẹ của Mục Kiền Liên, một trong những đệ tử lớn của Đức Phật, là một ví dụ sống động. Bà Thanh Đề khi còn sống rất tham lam và keo kiệt, không biết chia sẻ và giúp đỡ người khác. Sau khi bà qua đời, nghiệp lực xấu đã khiến bà bị đọa vào cõi ngạ quỷ, phải chịu đựng sự đói khát và khổ sở. Mục Kiền Liên đã dùng thần thông để tìm mẹ và chứng kiến cảnh bà bị đói khát, không thể ăn uống. Để cứu mẹ, Mục Kiền Liên đã làm lễ vu lan, cúng dường tam bảo và hồi hướng công đức để giải thoát bà khỏi kiếp ngạ quỷ. Ngạ quỷ thường sống ở hai nơi chính, cõi Diêm La và cõi Ta Bà. Ở dương gian, chúng thường sống ở các bãi rác, hoang mạc hoặc những nơi ô uế. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nghiệp quá khứ của họ. Cõi Diêm La, còn gọi là Diêm La giới, là một nơi mà các vong linh phải chịu đựng nhiều hình phạt khắc nghiệt do nghiệp xấu họ đã tạo ra khi còn sống. Cõi này được cai quản bởi Diêm Vương, vị vua của địa ngục, người phán xét và quyết định hình phạt cho các linh hồn dựa trên nghiệp lực của họ. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, cõi Diêm La được mô tả rất chi tiết với nhiều tầng địa ngục khác nhau. Mỗi tầng tương ứng với một loại hình phạt khác nhau dành cho các tội lỗi cụ thể. Ngạ quỷ ở đây thường phải chịu đựng sự đói khát khủng khiếp, ăn những thứ không sạch sẽ để tồn tại, sống trong môi trường khắc nghiệt và không bao giờ được yên ổn. Cõi Ta Bà là cõi mà chúng ta đang sống, cũng là một nơi mà ngạ quỷ có thể trú ngụ. Trong thế giới Ta Bà, ngạ quỷ thường hiện diện ở những nơi ô uế, bãi rác, hoang mạc hoặc những khu vực bị bỏ hoang. Họ sống bên lề xã hội, thường không được thấy bởi con người, nhưng luôn hiện diện để gặm nhấm nỗi đau và sự đói khát của mình. Bây giờ chúng ta chuyển sang tìm hiểu các loại ngạ quỷ. Trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật giảng giải rằng có nhiều loại ngạ quỷ, tùy theo nghiệp lực của từng cá nhân. Một số ngạ quỷ có thể ăn hương hoa, một số khác thì ăn mùi hôi, tinh khí, hoặc những thứ dơ bẩn nhất. Điều này phụ thuộc vào nghiệp mà họ đã tạo ra khi còn sống. Cũng theo kinh điển, nghiệp lực cũng quyết định ngạ quỷ mặc quần áo rách rưới hay lành lặn. Nghe có vẻ lạ lùng đúng không? Hãy cùng tôi đi sâu hơn vào từng loại để hiểu rõ hơn nhé. Đầu tiên, hãy nói về những ngạ quỷ ăn hương hoa. Những ngạ quỷ này may mắn hơn một chút. Họ chỉ có thể sống nhờ vào mùi hương của hoa. Nguyên nhân là do khi còn sống, họ đã tạo ra những nghiệp xấu nhẹ hơn, ví dụ như ích kỷ nhưng không quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, sự đói khát vẫn luôn hiện diện, vì dù có mùi hương, họ vẫn không thể nào thỏa mãn được cái đói. Tiếp đến là những ngạ quỷ ăn mùi hôi. Đây là những linh hồn đã tạo ra nhiều nghiệp xấu hơn. Khi còn sống, họ có thể đã ganh ghét, đố kỵ với người khác, luôn tìm cách làm tổn thương người khác
bằng lời nói hoặc hành động. Khi trở thành ngạ quỷ, họ phải ăn những thứ có mùi hôi thối để duy trì sự tồn tại. Tệ hơn nữa là những ngạ quỷ ăn tinh khí. Đây là những linh hồn đã gây ra nhiều nghiệp cực kỳ xấu khi còn sống, chẳng hạn như lừa đảo, phản bội hoặc gây ra những đau khổ lớn cho người khác. Những ngạ quỷ này phải ăn tinh khí để tồn tại. Điều này không chỉ gây ra đau khổ về thể xác, mà còn làm tăng thêm sự khốn khổ về tinh thần. Cuối cùng, loại ngạ quỷ đáng thương nhất là những ngạ quỷ phải ăn những chất dơ bẩn nhất như phân, nước tiểu. Đây là hậu quả của những hành vi cực kỳ ác độc và vô nhân đạo khi họ còn sống. Hình ảnh của họ là những bóng ma đói khát, lang thang ở những nơi ô uế, bị xã hội và cả những ngạ quỷ khác xa lánh. Không chỉ vậy, cấp bậc của ngạ quỷ cũng rất đa dạng. Theo luận thuận chánh lý, cõi ngạ quỷ được chia thành ba bậc: quỷ không của cái, quỷ ít của cái và quỷ nhiều của cái. Quỷ không của cải là những ngạ quỷ khổ sở nhất. Họ không có bất kỳ tài sản nào, luôn sống trong tình trạng đói khát. Những ngạ quỷ này phải lang thang khắp nơi, tìm kiếm những thứ dơ bẩn nhất để ăn, thậm chí phải tranh giành với nhau để tồn tại. Quỷ ít của cải thì khá hơn một chút. Họ có một chút của cải, có thể là những mảnh vải rách dưới để che thân, hoặc một ít thức ăn không mấy sạch sẽ. Tuy nhiên, cuộc sống của họ vẫn đầy khó khăn và khổ sở, luôn phải lo lắng về việc tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn. Quỷ nhiều của cải là những ngạ quỷ may mắn nhất trong số các loại ngạ quỷ. Họ có nhiều của cải hơn, có thể sống trong những nơi không quá ô uế và có thể có thức ăn tốt hơn một chút. Tuy nhiên, dù có nhiều của cải hơn, họ vẫn không thể thoát khỏi sự đói khát và khổ sở của kiếp ngạ quỷ. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá cõi ngạ quỷ đầy bí ẩn và rùng rợn. Hy vọng rằng, qua bài giảng này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về sự đáng sợ của cõi ngạ quỷ và từ đó biết tu hành, tránh xa những hành vi xấu để không phải chịu khổ sở trong các kiếp sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Đắc Nhân Tâm.